siêu thị nick.net, shop nick Ngọc Rồng giá siêu rẻ. Shop có nhiều danh mục nick bán giá siêu rẻ. Các bạn có thể mua nick 1 triệu giá chỉ 100k tại danh mục nick sale 79% vào khung giờ vàng. Ngoài ra shop nhiều danh mục random nick và vòng quay tỷ lệ trúng quà lớn cực cao. Các bạn lên ngay siêu thị nick.net để ủng hộ mình nha. Ok, tớ vui giờ một chút mini game để xem bạn nào là người may mắn trúng quà từ mình nhá. Đây mình tìm Gen TV này. Hôm trước clip của mình đây có tổng cộng là 1k 1 view và có tổng cộng là 36 like và 31 comment nhá. Giờ mình sẽ pick a winner để xem bạn nào là người may mắn trúng được quà từ mình. Xem nào. Bị em nợ rồi đấy. Đây, pick a winner này. Con tí lưu này. 1, 2, 3. Ok, bạn tên vật là Duy Anh C2X nhé. Bạn vui lòng IB qua Zalo của mình để nhận vàng free nhé. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Gen TV đây. Đầu video mình chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui. Trước khi vào xem video của mình thì anh em nhớ bỏ ra vài giây ấn like, ấn đăng ký, bấm chuông và để lại một comment ở phía dưới clip để tham gia mini game nhận quà từ mình nha. Ok, ngày hôm nay mình làm clip đó chính là mình sẽ chỉ anh em cách tải bản mod 2.2.2 nhé, dành cho anh em nào trên điện thoại nhé. Nếu bạn trên máy tính ý, thì anh em có thể tải phần mềm giả lập về để chơi nhá. Đây, đầu tiên ý, thì anh em lên Google, sau đó các bạn gõ cho mình là game hút nhá mọi người, game hút. Đấy, nó ra. Đây. Ok, sau đó các bạn ấn phần nhá, game hút.mobile mọi người. Đó. Sau đó em kéo xuống mượt đây. Đấy nhá, em kéo xuống này. Đây, Ngọc Dùng 2.2 mẹ. Bre V.3.4 này, Android HD đây này, hỗ trợ ký gửi mới hoàn thiện hơn này, ấn vô em nhá, ấn vô cho mình này. Đó, sau em kéo xuống mượt, kéo xuống nhá. Kéo xuống cho mình. Đây. Đó. Sau đó các bạn chọn cho mình cái phần nhá. Tải ngờ gió 2.2 mây. Brave V3.4 này, ấn vô cho mình này. Đó. Đây, xong chọn bút tải xuống nhá. Cũng khá tải khá đơn giản mới tải cực kỳ dễ luôn đấy, tải một khoảng 30 giây thôi. Đó, sau đó em sẽ lấy ra nhá, sẽ lấy ra cho mình. Đấy, cái này, em mở cho mình này, đó. Tạo dữ liệu em mời nó cho em vô game chơi thôi, bình thường thôi. Món này khá ngon mà nhá. Dành cho nó update mày, update không cần bồ này, úp bí kíp này mày, update không cần bồ này, úp bí kíp này, cái gì cũng có người nhá. Sợ dùng đen là sao? À đây C1 à, nó dùng đen này, chắc là bản nội mà. Đây là server mày C1 2 3 4 này. 5 6 7 8 9 10 10 server full mọi người nhá. Server cái server mày server quốc này, server Indo Galaga có người nhá, server nước ngoài có nhá. Đây. Thì bây giờ đến nick vô chơi mọi người nhá. Đó, đến nick vô chơi này. Đây, nick vô chơi mọi người. Đây, đến nick vô chơi em xem nhá. Máy chủ giống đen này. Đến nick C7 vô này. Đó, mình sẽ vô C7 chơi tả dữ liệu này em ơi. Úp đệ không cần bùa, úp đệ không cần bùa này. Úp đồ sao này. Úp trợ tự A xem úp đồ sao này mê. Go back này mê, úp đồ sao này. Treo úp bị kíp này, treo úp bệ tử này. Treo úp thần biến côn này, treo úp có cái bí nhé cũng được nhé mọi người. Món khá ngon lắm ạ, dành cho mọi chơi thử Android. Nếu bạn đã trên máy tính thì tải phần mình giờ Android về chơi nhé. Ô, mình đang bị đơ à, vô lại game nữa này. Đây, vô cho em xem này. Đó, vô, ô, C8 này. Lỗi server rồi. C7 mà. Đây, vô cho em xem này. Đó, khá là ok nhá. Đợi tí mời, nó đang quay tay 7 giây nữa là được. Vô game cho em xem các lệnh hay ho rồi đó, update không cần bùa mới, update lẻ sức quá này, update hoặc là treo để 24/24 cũng được. Đấy, vô game mọi người nhá, xem bảy mình đây. Đấy, 8 ô skill mới, 8 ô skill nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ô skill nữa mới, nó chắc CD cho mình nhá. CD này, đấy, các lệnh mới, sunbot này, tự chuyển khu này mới, để về nhà cái tập thể này, hiện skill 2 hàng ngang này, auto sinh động này mới, auto số đậu này, gì có mới, bút là theo thời gian này, bút chỉ số này, chỉ đánh quái thường mới chỉ đánh siêu quái này theo HP chỉ định này em ơi, chuyển khu tránh bót cái úp đệ này em ơi, úp đệ rất ngon nha mọi người, chuyển khu tránh bót úp đệ này cái khá là ngon mọi người. Đó, auto clip ơi, auto cái bót em ơi, auto cái bót nha. Đây, auto cái bót này em ơi. Đó, để anh mà dùng cái bót nào. Đây, cái bót kiểu là muốn săn bót thì chẳng hạn đấy, auto clip em ơi, để cái bót nha. Mình muốn săn bót super bờ Jolly em điền vô này, bờ Jolly này. Đó, đấy là quái bị anh em căn đam quái để em ghét nhá.
Đây, HP quái min max lại đánh theo HP chỉ định của mình. Đó, để anh em gọi là căn nhé. Đấy. Đây là TDLT, tái tạo năng lượng nhá. Khi HP để thành mà úp bí kíp hay là úp của em sát nhá, hay là gì nhỉ? Hoặc là anh úp bên côn để dùng úp đệ em tái tạo đỡ mất sóng nhá. Đấy, mình chỉnh là 30 chẳng hạn. Đó. Thời gian thu hoạch động bằng dùng có người thao trải nghiệm ơi. Cái đó thứ đều có em ơi. Thời gian auto boost này mới HP tối thiểu này. Đấy, em tha hồ trải nghiệm nhá. Đó. Chắc AK này cái bot AK này. Anh em chỉnh HP mà chỉnh AK cái bot đơn giản mà đó, ăn ông tôi cái bot luôn. Anh em tha hồ mua là sao bot, cái bot, cái super hay là cái na bot ra khủng chẳng hạn, là bot kiểu bot gì nhỉ? Black Goku này, em căn đan này đánh cái nhá. Đó, khá là ok em ạ. Cái bot thì mà cái bot thì khá ok mới auto săn đệ cũng ok phết em ạ, khá là ổn áp đấy. Chat cho mình đây, các lệnh khác cũng khá hay, ấn phần này mê luôn em ơi, chút lăng này. Đây là auto rosin này mới tự đánh này, tự đánh mà auto nhập mới auto đệ lại auto đệ mới gì cũng có nhá, auto đệ thứ đây thêm một cái khác mới cái lưu bồ sồ này để anh em một chỉnh bay này đấy để di chuyển này đấy khá là hay mọi người đấy. Thì anh em mà úp tổ 7 chẳng hạn ok phép bạn đấy, úp tổ 7 nhá, bay đi bay xuống này hay là những bộ thứ đều hết ok em ơi. Đó, chức năng này tiện ích này em ơi. Đó, chuyển khu thứ này em tha hồ trải nghiệm cái bản mod này nhé, 2.2 em ơi, bản mod hoàn hảo mình cực kỳ ngon ạ. Ký gửi chắc ký gửi em ơi ạ, ký gửi nhé, ký gửi em ơi. Đó, ký gửi đây. Ô fix à, fix lệnh người sao ấy, mình xem các lệnh khác nhá. Đấy, em tha hồ trải nghiệm được gọi là trải nghiệm này là úp bí kíp các thứ này. Đó, ngoài ra anh xem lệnh ở bên trên web nhá, mấy cái lệnh hay hơn để xem trên web cũng được. Để tiện ích này để anh em để thông tin này mới đó, để bạn bè đổi cờ này, khóa mục tiêu này, khóa anh em cái bot nhá, rồi dễ này, khóa mục tiêu này mới auto khóa mục tiêu này, auto khóa mục tiêu bot này chẳng hạn đấy, chức năng này auto logi những thứ đều có hết này mới tao hồ trải nghiệm nhá. Đó, ngoài ra lại có lệnh khác trên này mới úp được cao ken có nhá, úp cao ken hay gì úp để cao ken mình xem lệnh xem là mình quên mất lệnh rồi mới lâu không dùng quả mod này ấy. Mới ra phiên bản mới đây các bạn nên gói mình xem các lệnh nhá, và nghiêm khắc em ơi, xem các lệnh mình em tham khảo để dùng các lệnh hay đó nhá, lệnh em tham khảo từ bản mod 2.2 này, 2.2 thành các bạn điện thoại mới úp đệ tủ này hay là cat pot mới cat super này không có mọi nhá, anh cần focus là super sau đó anh em bật AK lên là em cat pot nhá, căn đam ấy căn đam super một món bật AK lên là cat được thôi đó, khá là ok em ạ. Đây em ơi, auto đệ này mới đấy, cao ken này úp đệ cao ken mình nhá, AK cao qua này mới DT này bật tắt đệ tàn sát này mới ATTR là auto tái tạo năng lượng này, chỉnh phần trăm HP ghi trong cái đặt này mới A hồi sinh năm bách này mới AHS năm bách này auto sinh năm bách nhá, cao ken này đệ cao ken mình nhá, SB sunbot này mới các lệnh em tham khảo nhá, các lệnh khá nhiều mới đây hỗ trợ sunbot này mới SB này bật tắt hiện thông tin để sunbot này KMTB này bật tắt tự động khóa mục tiêu bot và kẻ đứng thẳng bot KMT này tới mình này khá chính xác trừ một số trường hợp nhất định đấy, KMTB của nhất đấy khóa mục tiêu bot vào ấy. Đấy chắc mình KMTB này để em săn bot hay là săn mới cái gì được một người nhất đấy, khóa mục tiêu bot về em ơi. Đấy anh em chắc cho mình mở khoa tắt này đi, đấy, mở khoa đấy anh em khóa mục tiêu bot lại anh em là dùng trải nghiệm nhá, khá là ok em ơi, khóa mục tiêu bot lại nhá để anh em tham khảo một cái lệnh hay ho từ nó nhá. Đây ngoài ra lệnh khác em ơi, SB em ơi. Đây ADCTT này em ơi, lệnh để anh em ơi dùng tế bot nhá, để mình cho anh xem này, bị lỗi kết lập mình rồi, để mình xem cái lệnh quên mất tên rồi. Đây ADCTT này em ơi, đấy bật tắt tự động dịch chuyển đối tượng đã trỏ bằng dao rát trong 10 giây một lần này đấy. Ca mát ơi, bật tắt khóa mát không bị như các map khác này ơi, cái này khá hay nhá. Dành cho bạn ấn nối map đi, ấn nối map rồi anh em gọi là ba con map khác bị lỗi, hay anh em ấn nhanh quá bị khóa map khác đi. Đấy khá khóa map mình khóa map nữa. Đấy. Khá là ok mà. Xong bot rồi anh em phải tham khảo nhá. Tải khá là tải mất khoảng tầm khoảng 30 giây 30 giây nhá. Tải cực kỳ nhanh thôi các bạn, 30 giây thôi. Đấy, ACTT này. Đấy, khá là ok mọi người nhá. Đấy. ACDTT này. Ơ, lại quên mất tên rồi. Đâu? ADTT em ạ. ADTT. Đó.
khá ok, một cái lệnh này khá là ổn áp mà em tham hồ trải nghiệm cái lệnh nghe hò nhá. Đây KO em ơi, KO 1 này hiện danh sách người trong bot map này, KO 2 này hiển thị danh sách item trong map này ơi, KO 3 là hiển thị thông tin sư phụ này ơi, KO 4 này hiển thị thông tin sư phụ này ơi đó. Asher là auto cung lộn nhá. Đấy mấy lệnh em tham khảo nhá mọi người. Arogin này ơi, tàn sát rồi đều có hết nhá. Ok. Thì mình chỉ em tải mod xương ngon nhá. Em thấy hay, hơi kỹ mình cho mình xin một like, một đăng ký ấn chuông và để lại một comment ở phần dưới clip nhá để tham gia những cái quà từ mình nhá. Copy em ơi. Copy skin nhân vật này, buồn cười phết này. Copy nhá. Rồi copy con xương này. Copy. À copy theo ạ. Ok anh em, ở đầu clip nếu như mà anh em đang có nhu cầu cần mua vàng hay là mua ngọc hay là mua nick giá tốt thì anh em nhớ ghé vào shop 7 sao ủng hộ cho mình nha. Thì trên shop 7 sao đang có một cái danh mục đó chính là bán đồ tự động cho anh em. Thì ở đây đồ cũng rất là ok luôn. Và đặc biệt là shop đang có một cái sự kiện là đó chính là mỗi ngày thì shop sẽ tặng 2.000 ngọc miễn phí cho 100 bạn may mắn khi nạp tối thiểu 50k trở lên. Bây giờ thì mình sẽ test anh em nhé. Ok anh em, vừa xong thì mình mới nạp 50k thành công anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ bấm phần rút ngọc xem là có ngọc không nha anh em. Ôi anh em ơi, như vậy là mình đã có hẳn 2.000 ngọc rồi anh em. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu muốn mua vàng, mua ngọc hay là muốn làm kẻ nhận ngọc thì nhớ ghé vào shop 7 sao để ủng hộ cho mình nha.